Xin chào anh em đã đến với máy chủ thử nghiệm 1.28 Watt nội địa Nga. Sắp tới sinh nhật máy chủ này, Lesta có ra mắt một vài sự kiện thú vị. Một trong số đó chính là đua xe bắn súng. Đây là giao diện đang được thử nghiệm, có 4 chiếc xe và 4 tay đua đi kèm. Chiếc đầu tiên màu xanh lá, tay đua nữ, dựa trên chiếc AEC của Anh. Chiếc xe đua tiếp theo màu đỏ dựa trên chiếc AMD của Pháp, tay đua nữ. Và hai chiếc còn lại cũng dựa trên AEC và AMD thôi, tay đua là nam, màu sắc là tím và xanh dương. Mỗi chiếc xe đều có những cái thông số về độ cơ động, linh hoạt hay lái lụa ra sao, tốc độ bắn hay là hỏa lực thế nào, bộ giáp hoặc là khả năng chống cự. Nhưng không hề có máu đâu, chỉ tập trung vào đua và xem ai về đích đầu tiên thôi. Còn đây là tiến trình phần thưởng, sẽ có quà như bạc, trợ cấp, ngày VIP, đề can trang trí hay là kíp lái. Và có hai cái quà khá là lạ. Thứ nhất đó chính là cái bộ phá khóa. Thứ hai chính là một cái chìa khóa hẳn hoi. Và dùng để làm gì nào? Hai cái đồ vật đấy dùng để mở cái loot box. Nếu anh em dùng chìa khóa thì sẽ mở ra ngay. Nhưng nếu dùng cái dụng cụ mở ấy thì có khả năng nó sẽ gãy và cái loot box này sẽ không mở. Bây giờ thì mình sẽ thử làm mấy chiếc cho anh em xem. Bởi vì thử nghiệm mà, cứ thoải mái mở thôi. Đó, gãy cái bộ mở rồi, không thể nào ra được quà. Thử mở 20 chiếc đi. Ui, tôi mở một lúc 20 cái bộ khóa mà chỉ ra được mỗi ngày VIP và trợ cấp thôi ư? Chắc chắn là anh em phải cố gắng lấy cái chìa khóa hẳn hoi để mở rồi. Thế nó mới ra được nhiều đồ ngon chứ, đúng không? Phần thưởng của loot box này thì cũng sẽ có xe tăng vàng thôi. Nhưng đây là thử nghiệm, mình không biết là sẽ có xe tăng mới không. Nhưng khả năng cao Lesta sẽ nhét một vài con hàng mới để thu hút người chơi tham gia. Không làm mất thời gian của anh em nữa, bây giờ thì mình sẽ đua vài vòng trên những chiếc xe tăng độ chế này nhé. Đây là trận đua đầu tiên của mình trên chiếc xe tăng độ màu đỏ. Tổng cộng 8 tay đua sẽ vào trong một cái trường đua The Great Race 2019, nhưng đã được Lesta làm tươi mới lại hơn. Chúng ta sẽ có nhiều vật cản hay là một vài cái chướng ngại vật khá là thú vị. Bắt đầu thôi. Tất cả đang phóng đi với vận tốc rất nhanh, sắp đạt tới 100 km/h rồi. Điểm thay đổi lớn nhất của Lesta chính là có các kỹ năng rơi rớt trên đường đua, rất giống Mario Kart. Anh em đã chơi cái trò đấy chưa nhỉ? Mỗi tay đua có thể nhận được tối đa 3 kỹ năng cùng một lúc. Sau khi sử dụng hết, các ô trống này tiếp tục có thể nhặt được. Nói chung thì may rủi nhặt được cái nào thì chơi cái đấy thôi. Kẻ địch ke mình nhiều thế nhờ. Đang có một kỹ năng. Gì đây? Chưa gì tuột xuống top 8 rồi. Cần phải lấy lại tinh thần thôi. Mình có bắn kẻ địch ở bên trái, khiến cho bọn họ đâm nhau. À, cái kỹ năng màu đỏ này là một cái xoáy nốc nào đó, mình có thể hất văng kẻ địch ra xa. Đang vượt lên top 4 rồi, lên hẳn top 2 luôn. Kỹ năng màu tím chính là cái khiên, có thể chống cự lại đạn của kẻ địch, không làm cho chúng ta bị bay xe hay là bị giật lùi gì đó. Nói chung như vậy. Chướng ngại vật đầu tiên chính là một cái hồ nước. Đi xuống đấy sẽ bị giảm tốc độ. Mình đang cố gắng đuổi theo người top 1. Vừa nhặt được thêm một cái kỹ năng, hình như là bắn liên thanh à. Mỗi tay đua không có máu nên anh em cứ thoải mái bắn nhau thôi. Cố gắng cản trở làm sao cho họ chậm lại là được. Mình lựa chọn con đường ở phía dưới. Ôi, đâm sừ nó vào cái cột rồi. Nếu mà anh em lấp đầy 3 cái kỹ năng ấy thì sẽ không thể nhặt được thêm cái nào đâu. Ông top 1 bỏ xa bọn mình mất rồi. Không nhìn thấy ở phía trước luôn. Lên dốc. Chia hai đường, mình sẽ lựa chọn đường bên trái. Phóng. Ui dồi bay, ui dồi Santo, ui drip. Tiếp tục đến cái vòng cua. Anh em đâu? Bật cho tôi bài nhạc Tokyo Drift. À từ. Drift vừa thôi nhá. Có vẻ như con này đi lùi không nhanh. Tốt nhất là nên đi tiến, quay xe lại thôi. Chỉ có anh Vinh giàu nhất trong bộ phim Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm mới có thể đi lùi được, đúng không anh em? Có một kẻ địch đang đuổi ở đằng sau rồi. Mình phải cố gắng giữ lấy top 2. Vừa thông báo chỉ còn 30 giây. Như vậy là người đầu tiên về đích sẽ kích hoạt 30 giây còn lại. Trong khoảng thời gian này, nếu không ai về đích thì sẽ bị loại.
Mình là người về top 2 ở chặng đua đầu tiên. Ủa, đây là một cái sân bóng này, cũng có quả bóng luôn. Như vậy là chỉ có hai người về đích thôi. Ông top 3 đang ở ngưỡng cửa sắp vào cái sân bóng này rồi, nhưng không được. Hóa ra vẫn giống như các sự kiện đua về trước, nếu mà người đầu tiên về đích ấy, nó sẽ kích hoạt cái thời gian đếm ngược, và trong khoảng thời gian đấy, nếu không ai về thì sẽ đều bị loại. Có khả năng sẽ không kiếm được thưởng hoặc là tiền nó sẽ ít đi chẳng hạn. Đến với chặng đua thứ hai, mình dùng chiếc xe tăng độ màu tím xuất phát ở rìa bên trái, chuẩn bị sẵn sàng đua. Bắt đầu. Vì mình hơi cao nên máy chủ delay nhận thông tin của mình, lúc nào xuất phát cũng chậm hơn so với mọi người. Mấy ông bắt đầu đâm nhau rồi, bắn chí chóe lên rồi, cố gắng không đâm vào ai cả. Đang top 3, mình sẽ cố gắng bám cái rìa này. Đừng bắn nhau chứ, anh em tập trung đua đi. Tẩy tôi à, bạn cũng bị chậm lại thôi. Đã có khiên, bật lên luôn để phòng kẻ địch bắn. Lách cái vật cản phía trước ra nhá, anh em đâm vào đấy sẽ bị khựng lại đấy. Mình cũng bắn một vài viên khiến cho kẻ địch ở phía trước có thể sẽ bị khựng lại. Sàn tổ gớm thế. Ủa, vừa rồi hai người phía trước mình, mà tại sao cái danh sách mình lại nhảy lên thành số 1? Ảo vậy, bị lag à? Hay là điềm báo gì đó, tôi có thể sẽ đạt được top 1 trong cái chặng đua này. Nếu bây giờ đi xuống hồ nước sẽ bị chậm lại, mình lựa chọn đi lên vùng trên cao. Có bộ tăng tốc rồi, phóng. Đâm sớ nó vào cái cây để cho ông top 1 bỏ xa mất rồi. Cố gắng bắn cản trở ông ấy lại. Sử dụng kỹ năng thôi. Khai hóa. Đã bị khựng lại rồi. Mình cũng sẽ đuổi theo, sử dụng con đường dốc này. Đi ở dưới phải cua nhiều, có thể sẽ trúng cái cột mà chặng đua đầu tiên mình đâm. Ông top 1 này chạy tốt nha. Liên tục bắn cản trở ông ấy lại. Bài bắn quá, mình cũng đâm vào bức tường. Có 3 kẻ địch đang đuổi đằng sau. Phải cố gắng giữ cái top 2. Chẳng lẽ trở thành ông vua về nhỉ? Có bộ tăng tốc, phóng. Tiết kiệm được một khối thời gian. Xe, Tokido Drift. Xe. Ây. Chết thôi, bị khựng lại mất rồi. Cứ tưởng mình sẽ lấy được top 1, nhưng cái ông bên phải đã chạy trước mình rồi. Anh ta đâm vào vật cản, và đây là cơ hội của mình. Sử dụng vật phẩm đẩy kẻ địch sang bên phải, khiến anh ta chậm lại. Mình đã chiếm được top 1 ở ngay sát đích. Cố lên, sắp về top 1 rồi. Phóng. Kẻ địch đang ở đằng sau. Sử dụng vật phẩm phóng. Về đích. Yes, qua nhanh. Và vẫn còn thời gian để đá bóng. Lùi xe. Bắn. Ghi bàn. Ronaldo K9 đã ghi bàn. Có thêm 2 người về đích. 10 giây còn lại. Phóng bay lên khán đài kìa. Rơi xuống đây để mọi người đá đi. Kết thúc trận này, mình chỉ cần 2 phút 55 giây thôi. Nếu mà không bị khựng lại ở một vài lần đâm vào bức tường ấy, chắc tầm 2 phút rưỡi chăng? Tổng kết của mình sau khi thử nghiệm cái sự kiện đua xe bắn súng này thì cũng khá là thú vị. Nesta đã làm mới cái bản đồ hơn này, thêm các kỹ năng rơi rớt trên đường để người chơi có thể vận dụng nó, chiếm lấy ưu thế và có thể vượt lên những tay đua khác trong một khoảnh khắc nào đó thôi. Nhưng cá nhân mình, nếu bổ sung thêm cái thanh máu như năm 2019, có thể tiêu diệt những tay đua khác ngay tại trên đường mà không cần phải về đích. Dành cho anh em nào không biết thì những năm về trước ấy, nếu mà đã về trường đua rồi, vẫn có thể bắn nhau và tiêu diệt được cơ. Nhưng tóm lại thì Lesta đã làm rất tốt rồi, một cái sự kiện thú vị. Chỉ cần xem góp ý của người chơi như thế nào và cải thiện thật tốt nhất thì khi ra mắt ấy, chắc chắn sẽ thu hút một lượng lớn người tham gia. Trước khi kết thúc video thì mình sẽ cho anh em xem một chiếc xe tăng mới đã được thêm vào bản thử nghiệm 1.28, chính là Panther của Liên Xô. Vâng,
anh em nhìn không nhầm đâu, nó ở cấp 6 và quốc tịch Liên Xô. Thân hình thì chính xác là Panther rồi, nhưng đã sơn một cái màu khác. Phần thân thì là màu vàng, phần táp pháo thì là xanh. Bên cạnh thì có đề can hình ngôi sao, số hiệu 518. Tôi cũng hơi khó hiểu là tại sao lại là ngôi sao màu trắng, cứ tưởng là hàng Mỹ cơ. Nhưng mà thôi, bỏ qua điều đấy thì xem qua cái hỏa lực nào. Vẫn là khẩu 75mm thôi, sát thương độ xuyên vẫn thế, thời gian nạp đạn vẫn như vậy. Khả năng cao đây sẽ là một cái phần thưởng nào đó cho sự kiện sắp tới sinh nhật quốc nội địa Nga chăng? Và đó là video ngày hôm nay của mình về thử nghiệm đua xe bắn súng bản 1.28 quốc nội địa Nga. Anh em thấy sao? Có thú vị không? Có hay không? Và Wargaming nên làm gì ở sự kiện sinh nhật sắp tới vào tháng 8 để đuổi kịp Lexstar đây? Ý kiến của anh em như thế nào? Đừng quên bình luận phía dưới nhé! Cảm ơn đã theo dõi. Chúc chơi game vui vẻ. Bye bye!